Tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam, xu hướng và thị trường bán lẻ. Tại diễn đàn, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho biết, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người lao động, thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó kích cầu tiêu dùng là một chính sách quan trọng. Ngoài tiêu dùng xanh, một xu hướng khác là tiêu thụ thực phẩm an toàn, thân thiện môi trường, thay đổi nhận thức hành động để hướng tới lối sống bền vững hơn. Nhu cầu này tăng lên đã trở thành động lực thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Vì vậy, diễn đàn này tập trung làm rõ các tác động ảnh hưởng tới khuynh hướng tiêu dùng những năm gần đây và đưa ra các giải pháp phát triển bền vững ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam. Chia sẻ những ý kiến từ các chuyên gia kinh tế trong lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, thảo luận về tác động, thách thức và định hướng cho các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội phù hợp với thị trường công nghệ mới.